Dù Nam Công Cam Sành hơn 6 năm tuổi đang vào mùa thu hoạch, nhưng ông Trần Hoàng Tân ở ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành cũng chẳng thấy vui khi giá bán năm nay chỉ còn từ 3 đến 4 ngàn đồng mà chẳng có thương lái đến tìm mua. Thay vì thu lợi hàng trăm triệu đồng như mọi năm, thì năm nay gia đình ông lâm cảnh điêu đứng vì cam liên tục đứt giá. Thì hồi đó có trước trồng trước nữa thì cái giá cả này cao lắm, cũng khoảng từ 20 mấy ngàn đó. Đó. Mấy năm sau này thì nó vẫn còn trên 10 ngàn, nhưng riêng có năm nay thì quá tệ rồi, có 3-4 ngàn. Tính ra 3-4 ngàn là cái như nông dân bị thua rồi, vì cây cam sành là những cái cây hiện tại bây giờ thì nó rất là khó khăn, tại vì cái bệnh hoạn thì nhiều. Tỉnh Hậu Giang có hơn 37.000 hecta cây ăn trái, trong đó cây có múi chiếm gần 17.000 hecta, chủ yếu là cây cam sành, tập trung nhiều ở các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Với giá bán hiện nay, trừ hết chi phí, mỗi công cam sành nhà vườn lỗ từ hơn 4 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng tùy theo mức đầu tư. Giá cam sành bấp bênh, dịch bệnh trên cây cam sành bùng phát ngày càng nhiều, khiến cho nhiều nhà vườn trồng cam sành ở Hậu Giang chấp nhận bỏ vườn vì sợ đầu tư sẽ lỗ. Thấy tiền thuốc, tiền men đó, rồi tiền phân bón nữa, rồi nó hao tiền quá trời mà cam không có giá. Nhà vườn mình làm mà một năm có một lần một à. Mà nếu mà làm theo rồi sợ gửi người ta không mua, bắt đầu mình thất bại, không có vốn. Những năm trước, khi cam sành có giá cao ngất ngưỡng, nông dân ở Hậu Giang cũng như một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đổ xô trồng loại cây này. Do thiếu giống, nông dân phần lớn mua giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Đến khi trồng, bà con còn để mật độ quá dày, khoảng 500 cây trên một công. Đồng thời còn sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để ép cây cho trái sớm. Theo đặc tính cây cam sành, sau 5 năm trồng mới cho trái ổn định. Nhưng thực tế, do muốn thu lợi nhuận nhanh chóng, nông dân trồng cây cam chỉ hơn 1 năm là đã ép cho trái. Em chi phí mà đầu tư về phân bón thuốc sâu rồi vân vân nhiều thứ nữa. Một số bà con thì không có vốn thì lại đi dây vốn ngân hàng, thì cái đó nó cũng góp phần vào cái chi phí. Rồi một số bà con mình thì thấy người ta trồng cam thì có lãi khá nhiều, do đó thì đi mua cam lá thì phải trả tiền cho cái vườn cam lá, thì cái chi phí đầu tư đó nó cũng rất là lớn. Vì vậy thì hiện nay với cái giá này bà con mình bị lỗ. Lâu nay nhà vườn trồng cam sành tại đồng bằng sông Cửu Long chưa có đầu mối bao tiêu ổn định, chủ yếu bán cho thương lái. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là các địa phương trong vùng cần phải xem xét xem để có hướng quy hoạch, chuyển đổi diện tích trồng cam sành sao cho phù hợp. Bên cạnh việc đầu tư giống sạch bệnh, trồng đúng kỹ thuật để hạn chế chi phí đầu tư, điều quan trọng nhất là bà con cần phải tìm đầu mối bao tiêu ổn định, tránh tình trạng trồng cây chạy theo phong trào để đến khi cung vượt cầu thì lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn trồng chặt chặt trồng.